Hôm đấy như nào mà ông đánh cô gãy chân? Thì cũng đi nhậu về, À. nhậu về rồi vô tưới cây vô. Giờ chú hỏi thì kể thiệt luôn, Dạ. tại vì mình không muốn nói kêu ác chồng người, nói thành ra giờ kể thiệt là vô vô cái ông kêu dẹp dọn, cái nói để đi sao mỏi giò quá, bị giò đau khớp sẵn nữa đó. Dạ. Để đi hồi dẹp cho cái, để vô cái nửa tiếng giờ trên cái bàn á nhậu đó, cái này kêu hoài mà không chịu cái dẹp, cái này để từ từ đi em dẹp. Cái đứng ngồi tôi thấy ông kêu hoài, tôi mới đi từ 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 lên bưng dẹp. Cái ông nói khỏi, nãy giờ tôi kêu mày mày làm bộ, bữa nay tao nhậu rồi mày mày kiếm chuyện, mày không chịu dẹp dọn, mày làm bộ đủ mẹ tao nuôi mày đó, giờ bao nhiêu giờ tao mượn có nhiêu đó mày không làm. Cái tôi mới nói trời ơi, hồi đó giờ vợ chồng tôi bằng cái này tôi có nghĩ nể công gì đâu mà ông nói vậy, tại tôi đau giò quá tôi nghĩ chút tôi làm chứ đâu có gì đâu. Cái ông nói mày làm bộ khỏi đi, cái lại bưng bưng đi không không bưng bưng gì nè, cái ông lấy giò ông đạp vậy nè, Đạp đạp nhẹ cái sụm xuống cái cái là gãy gãy luôn, ngang ở chân gãy luôn. ngọt xớt luôn. Tụi mình tưởng té xuống thì thôi không có gì đánh đổi, ngồi hoài đứng dậy cũng được, mà sao nó đau, ngay chỗ này đau quá thì đau là kiếm mấy cái cây, mấy cái chỗ mấy gốc mít ở ngoài nhà có mít đó, đứng ra gượng lên không được. Mến chào cả nhà, hiện tại thì mình đang đi về Cái Lậy các bạn. Thì vô tình đi ngang qua một cái cây cầu này các bạn. Thì mình được biết ở dưới cái gầm cầu này có một người phụ nữ đang sinh sống ở dưới cái gầm cầu này. Và không hiểu cái câu chuyện của người phụ nữ này như thế nào mà lại phải ra gầm cầu ở. Thì mình có hỏi thăm một số người thì được biết là người phụ nữ này ngày xưa thì cũng khá giả. Rồi không hiểu lý do vì sao thì lại phải đi về gầm cầu để sinh sống cũng như ăn ngủ ở dưới gầm cầu này các bạn. Đây là cái cầu này. Cầu này nó nằm ở trong làng thôi các bạn, chứ nó không phải là một cái cầu lớn. Là đang sống ở dưới cái gầm cầu này giống kẻ che lều, che bạt thôi các bạn. Đây này, mình thấy đang che bạt ở bên cái gầm cầu này và ăn ngủ ở dưới đây. Cho nên là mình mới tò mò thì mình mới ghé để mình tìm hiểu coi. Đây, đây là một cái con sông này. Con sông này thì nó cũng nhỏ thôi các bạn, chứ nó không lớn. Nhưng mà lại có người sống ở dưới, che bạt sống ở dưới đây. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phía đường trước kia để xem cái người phụ nữ này là lý do vì sao mà lại sống ở dưới gầm cầu nha các bạn. Là có nghĩa là đi vô, phải đi vô đường này. À, cô bị tật các bạn. Che bạt sống ở dưới gầm cầu này. Chào cô. Là ăn ngủ ở dưới đây luôn à cô? Ăn ngủ dưới đây luôn chứ không có chỗ nào biển. Không không có chỗ ở cho nên phải ở dưới đây. Không có chỗ ở thì. À. Đúng rồi, vô coi chừng. Coi chừng đúng đầu. À đây là cái gầm cầu. Dạ. Cũng có bàn ghế đàng hoàng ấy chứ. Nhỏ em mua cho là ngồi ăn cơm. À, có người mua cho để ngồi ăn cơm. Dạ. À. Nó thấy vậy, nó mua cho. Chân cô bị cong vòng à? Dạ. Bị gãy á. Dạ dạ. Là gãy lâu chưa cô? Gãy này gần 2 năm rồi. À, tới còn gần 2 năm rồi. 2 3 tháng nữa 2 năm á. À. Ừ. À, phải chu có nghĩa là vào đây là phải ô đỡ đứng, đúng đầu. Vậy cô ở đây lâu chưa cô? Ở này cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi hả? À. Rồi mua bạt ra thứ về căng dưới đây để sống ở đây luôn. Này, nấu cơm nấu nước cũng có nấu cơm nấu nước luôn đấy chứ. Thấy tội nghiệp người cho 50 trăm. À, ở xóm người ta thấy tội nghiệp người ta cho 50 trăm là bắt đầu mua bạt về che. Rồi, rồi, cô ngồi đi, cô ngồi đi, chân đau thì ngồi đi. Có là cô sống ở đây chính xác là được mấy tháng rồi? 2 tháng mấy rồi. 2 tháng mấy rồi. Rồi trước kia là nhà mình ở đâu? Ở ngoài Tắp Bèo. Nhà Tắp Bèo. Rồi cũng như là nói thiệt là ở với ông xã chấp nối. À. Bây giờ bệnh gãy rồi, gãy chân gì nè. Dạ. Giờ hết lao động đóng bằng gì được rồi giờ. Ổng vui thôi buồn nói này nói kia buồn phiền đối rồi sống không được. À, có nghĩa là đối trước có nghĩa là cô ở với người chồng người chồng trước thì chết lâu rồi, người chồng trước là chết còn người chồng sau này là giống kiểu là vui thì không sao mà buồn thì giống kiểu chửi xong bắt đầu bới dạ. Buồn nó ra ngoài hả? Ừ, buồn đuổi đi hoài hả? Nói giờ không bằng gì được á, lỡ vừa báo tốn tiền tốn bạc. À, rồi chân cô là bị gãy lâu chưa? Chân này gãy năm mấy, còn chân này gãy này mười mấy năm hai chân luôn. À, rồi sao mà gãy? Chân này đó bị tai nạn. À. Còn này thì đi cái tưới cây rồi đó. À. Cái té té. Té hả? Dạ, dấp dấp ấm mũ té. À. Té sụm xuống cái gãy luôn. À.
Phải là mình ngủ ở dưới đây, mưa gió thì nước nó có vào nhà vào trong đây Đó không? nó tràn ở trước đó đó. Nó tràn vào đây à? Ừ, còn gió thì nó vũ mũ quá trời mũ luôn vậy đó. Rồi lấy À. dây buộc kịch lại. Nhà mình không có anh em gì hay sao mà phải ra gồng Có mà cầu ạ? cũng khổ khổ không. Dạ. Khổ hả? Không có ruộng nương gì hết, bằng mướn không à. Ừ. À. Là cũng có anh em có họ hàng nhưng mà do Có đông là lắm. đông Đông lắm rồi hả? cũng 7-8 mẹ Nhưng mà cả chị. nhà có biết là chị cô ở đây không? Có biết chứ. Rồi Là để giờ. cô ở đây luôn hả? Dạ. Bây giờ chứ giờ ai cũng có chồng có vợ rồi lo gia đình kinh tế còn ấy đâu có cho được nhiều đâu mà ấy. Cho ví dụ gạo chục cái gạo đồ 5-7 cái gạo đồ ăn qua hàng ngày vậy đó chứ đâu có lo mà nhà cửa đồ ở yên ổn được. Mà Rồi, tiền cô thuê tên thuốc gì cũng cô? em tên Hồng. Cô Hồng. Ừ, Cô năm Hồng nay được Vân 59 tuổi năm 9 là 60 tuổi. gần 60 Nhà rồi. nhà. Vậy là ở mấy chồng chồng kế là ở không được hả? Vẫn được cũng có mười mấy năm rồi Ở mười mẹ mấy năm rồi mười mấy mà năm bây rồi giờ sao lại xin bây chuyển? giờ bị gãy chân rồi vậy nè ổng nói giờ ổng không có mần nuôi nổi nữa. Ừ. Nói là không không có tình có nghĩa gì hả? Dạ vậy mới khổ nè. Ví dụ như thế là mình ở thì ví dụ như thế là lúc mà bình thường thì ở được mà sao lúc mà ốm đau bệnh tật là không ở được là sao? Nói giờ không bằng gì ở tiền thuốc ngày giờ uống 20.000 tiền thuốc đó Ngày uống 20 ngàn tiền thuốc. vậy không có thuốc đi không được nó bị đau hai đầu gối này nè Có nghĩa là sưng không, lên có nghĩa là không không có thuốc là nó bị đau đúng không? ừ. Bị đau Cũng sưng có bóng lên điện ở hàng ấy chứ ai làm cho cô đây? thằng em ở trong đó đó nó kéo ra cho xài Là gầm lấy gầm cầu làm nhà. lấy làm Rồi cầu cô làm có nhà con chứ cái gì giờ không? con đứa con mà nó cũng khổ muốn chết ba đứa con Ba đứa cũng đi con. bằng mướn được không ở xa lắm lúc tên Đồng Tháp rồi. Mà nó biết cô ở đây không? Biết Biết có luôn. cho hay rồi Rồi nó có nói gì không? thì giờ nó kêu mẹ gán ở rồi mẹ xin mạnh thường quân có ai cho mẹ chỗ che nắng che mưa vậy chứ giờ con cũng khổ đâu có Sao ấy không gì về đâu ở cùng với con? ở với con đất bên chồng người ta cho mà đó giờ mình không có nghèo cũng thôi cho giúp nó được cái gì rồi bà già ở chung ông già chồng nữa rồi nuôi lớp nuôi ông già chồng già rồi khổ vậy đó. Già tàn tật một mình sống ở dưới gầm cầu vậy Dạ. thì biết tương lai sẽ như thế nào? Này dưới Giờ gầm. ông già có cho cái chỗ cắt nhà kìa mà giờ không có tiền cái vợ che mưa che nắng Là ở đâu cô? ở trong đây nè chỗ. Có nghĩa là nó xung quanh đây giống kiểu là bên gia đình nhà mình nhá hả? Dạ mấy đứa em đều đó Rồi có ba đứa con là có gia đình hết rồi. con đứa một à con đứa một con gái à Vậy là giờ có một đứa là con không gái thôi. dạ con gái là được ba đứa con dạ được ba đứa cháu Con tưởng là có ba đứa con. dạ có một đứa Rồi phải có lý do gì mà tự nhiên sao là cô ra gầm cầu để ở? Ví dụ như hai vợ chồng có vấn đề gì không? có thì ổng cũng đuổi xô rồi khó khăn cằn nhằn giờ mà không được rồi quà nhiều lần dữ lắm hồi đó giờ nhiều dữ lắm luôn phải mới đây hồi còn ấy cũng vậy nữa rồi thành ra thôi giờ Có nghĩa là hai vợ đây chồng từ hồi đó giờ là giống kiểu hay 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 đánh nhau nọ kia đúng không? Hay chửi lộn nó. hai chữ cự Đến cãi giờ lắm là giống kiểu nó quá quá rồi thì bắt đầu mới quá bỏ rồi giờ đi. chịu không nổi giờ phải đi Vậy là quê gốc là mình ở đây luôn. ở đây luôn hồi đó giờ ông bà ở đây ở cường Bây giờ sống ở dưới gầm cầu này thì này mưa gió ví dụ như thật che mấy cái bạt thì nhìn ấy nhưng mà ví dụ như thế mưa thì nó vẫn tạt dột gió thì không mạnh dột được thổi đấy vô bởi vì bê tông này là phải dột không có sao cái dột này nhưng thì mà không dột được mà mấy mấy này nè từ mưa từ gió mạnh nó thổi vô dữ lắm mới đi hôm kia Vậy là hai cái chân cô là bị tật là cách đây là mười mấy năm rồi hả? cái tầng chân này mười mấy năm rồi còn chân này mới này 2 năm Mới hai năm. 2 tháng mấy nữa mà. 2 năm 2 năm. Như cái đầu gối đó bự hơn nha. Dạ, bị sưng đi Nó không có giống thuốc như uống vô là nó sưng đi không nó bị được xương khớp hả? dạ sưng khớp Rồi đấy ăn uống thì sao cô? thì có cơm vậy rồi có mua cá đồ ta đi ngang người ta thấy người ta cho người ít con rồi ăn hồi sáng giờ muốn bệnh không có ăn nấu cơm luôn Rồi gạo nấu có thóc. cháo ăn liền ăn còn nồi cơm chưa nấu nữa Vậy là giống như đó là giống kiểu là người ta đi ngang qua người ta thương thì thương người ta thương cho. vậy ở xóm này ai cũng ăn rồi có rau củ cải đồ vậy đó người ta mua người ta cho người miếng miếng thấy giờ mặn không có Tính ra ở tiền đây nó cũng nóng chứ đâu nóng không? nóng trời nắng nóng dữ lắm ba cái bạc mũ này nè hắt vô Che giáp đồng rồi cái trời nắng nóng hầm hầm lắm Tối thì ngủ có khả năng nó mát nhưng ban ngày thì nó hầm. ban ngày hầm Nó nắng là nó hầm. Là con cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? nó cũng 3 mấy tuổi rồi
34 tuổi. Rồi rồi anh em nhà cô đông không? 8 đứa. 8 người. Mà không ai kêu mang cô nổi hả? Không có mang nổi. Mẹ má mất lâu rồi, mẹ ruột á. Còn ông cha không người đâu có ấy đâu. Rồi em thì em nhưng gái. Mà quê cô là quê ngoại là của cô là ở đâu? Hồi đó giờ cũng ở đây luôn. Chú ở đây luôn. Ở đây luôn. Là anh em cũng đang dòng dòng đây luôn. Ở dòng dòng đây vậy đó. À, mà để cô ở vậy hả? Khổ không? Khổ. Giờ con gái thì có còn nhờ anh ghế. Thương có thương mình chứ còn em ghế rồi. À. Alo đi ngoài đường, điện alo gì? Ê một lát á mày dẫn tao đi một tiếng lại cái thằng nhỏ Bình Ga đấy. Cái chỗ này là ra đến sông rồi đúng không? Ừ, ra mới xong rồi đó. Đây là không cẩn thận nó sạt xuống dưới. Mấy cái nọc cầu đó. Nọc cầu. Ra đây thì nó cao cao hơn được xíu nhưng mà nó ở không cẩn thận tối nó đưa cả người xuống sông luôn. Bởi vì mới gió mạnh sợ muốn chết luôn. À. Mấy nhỏ em nó kêu chị vô đây núp đi, hết gió rồi ra. Ừ. Lẽ nhà đông anh em thế mà không lẽ không có ai kêu mang cô nổi hả? Không mang nổi. Cũng khổ không, đâu có ruộng nương không, cũng đi mằng mướn mằng thuê không. Ủa, ví dụ mất chỗ ngủ thôi chứ có làm gì. Cũng nói chứ em trai cũng còn em dâu. Ừ, ý là sợ phiền phiền ở được như đôi ba bữa đủ được còn nuôi năm này qua tháng kia nó đâu mà cô mang nổi. Rồi cô ở đây thì ví dụ như thế là lấy cái gì để ví dụ như đồ ăn thức uống thì ví dụ như thế là sao gạo thóc nào kia gạo thóc thì nó cho đó người cho 5-3 ký hôm nay ở đây gần 3 tháng thì người cho 5-3 ký gì đó có nghĩa là mỗi người cho một ít có mà ăn ăn thì mấy bệnh sợ uống thuốc thôi à rồi nhà ăn chồng nhà chồng gạo từ sáng tới chiều rồi nhà chồng thứ hai của cô ở đâu ở ngoài ấp năm nhưng mà sau này là đuổi cô luôn hả đuổi luôn á mới đi nè chứ nào là hôm đấy như thế nào hôm đấy như thế nào cô kể con nghe nữa thì đó hồi đó cũng nói vợ chồng là kể thiệt rồi ông xã tước mắc lâu rồi cái mới gặp ông này là chấp nối đó ở cũng 12 năm rồi hồi còn mạnh á thì mằng cũng vợ chồng đồ ấy mằng chung thì được cũng đỡ ông không đến đổi đuổi bây giờ từ hồi bị cái giò này thì nay gãi 10 mấy năm thì còn lao động được thì ổng cũng về hành hà mà đỡ có cái giò này nè nó 2 năm là ổng ấy về là ổng mặn về nói chung là 1 tháng là vui chừng 10 ngày là cùng còn 20 ngày là bị chửi hoài nói mà đây mày báo tao chứ mày có làm được cái gì có tiền tiền ngày tiền thuốc rồi tiền ăn nữa ai mà lo cho nổi tự đi kiếm sống về ai đó nuôi ăn có nghĩa là lúc trước là cô bị một chân là cô vẫn đi làm được được là nó đó đúng không là có nghĩa là không có chửi không bới cắm cái cây này còn đi làm thuê đồ ngoài đồng tiếng ngày được 100 mấy 200 đâu được trăm mấy ta còn kêu giờ là đâu có ngồi được đâu đi về rồi đâu có làm được rồi bắt đầu là từ khi cái chân thứ hai này là không có làm được không là không làm được không làm được nhưng mà sao con nghe mọi người nói là cái chân thứ hai của cô gãy là do chồng đánh thì đánh đạp đánh đạp làm cô gãy chân đấy hả là lâu chưa 2 năm nay hả thì đó năm gần 2 năm rồi mấy tháng nữa 2 năm rồi hôm đấy như thế nào mà ông đánh cô gãy chân thì cũng đi nhậu về nhậu về rồi vô tưới cây vô giờ chú hỏi thì kể thiệt luôn tại vì mình không muốn nói kêu ác chồng người nói thành ra giờ kể thiệt là vô cái ổng kêu dẹp dọn cái nói để đi cho mỗi giò quá bị giò đau khớp sẵn nữa đó để đi hồi em dẹp cho cái để cho nửa tiếng giờ trên cái bàn á nhậu đó cái nói kêu hoài mà không chịu cái dẹp cái nói để từ từ đi em dẹp cái đứng ngồi tôi thấy ổng kêu hoài tôi mới đi từ lên bưng dẹp cái ổng nói khỏi nãy giờ tôi kêu mày làm bộ bữa nay tao nhậu rồi mày kiếm chuyện mày không chịu dẹp dọn mày làm bộ đủ mẹ tao nuôi mày đó giờ bao nhiêu giờ tao mượn có nhiều đó mày không làm cái tôi mới nói trời ơi hồi đó giờ vợ chồng tôi mằng cái này tôi có nghĩ nể công gì đâu mà ông nói vậy tại tôi đau giò quá tôi nghĩ chút tôi làm chứ đâu có gì đâu cái ông nói mày làm bộ khỏi đi cái lại bưng bưng đi không bưng bưng gì nè cái ông lấy giò ông đạp gì nè đạp nhẹ cái sụm xuống cái gãy ngang luôn chân gãy ngọt xớt luôn tụi mình tưởng té xuống thì thôi không có gì đánh đổi ngồi hoài đứng dậy cũng được mà sao nó đau ngay chỗ này đau quá thì đau là kiếm mấy cái cây mấy cái chỗ mấy gốc mít ở ngoài nhà có mít đó đứng ra gượng lên không được sụm xuống hoài cái còn lại nắm tay mày đi mày làm bộ quýnh giờ quýnh vậy mà còn giả bộ giả đò hả làm bộ làm giả ta hả kéo mày ra bỏ ngoài đường cái ở sớm người ta thấy vậy lên kêu nhỏ cháu dâu xuống á xuống nó cổng về ở 2 ngày 2 đêm ở nhà nó tụi không có nên đổi gãy xương cái nó lấy tiền nó mua thuốc rồi cho uống tưởng là bị ấy vào da vậy nè thì mua thuốc uống cho giảm đau cũng cho hết về uống cái ngõ bán thuốc nó nói với chợ nó nói thôi về cậu chở cô đi bệnh viện đi nếu mà dập nhưng mà da đầu là hết rồi cái này thông xương nó gãi thông xương đó về đi tị đi chụp hình đi chứ không có uống nữa không có bán nữa chở ra ngoài cây lạy bệnh viện nó
nó chụp hình là nó nói bị gãy rồi. Gãy xương giò, cái xương đùi trên đây nè, xương cổ đùi đây nè. Có nghĩa là hôm đó là cô đi làm, đi làm về nhưng mà chồng ở nhà là bày biện ra nhau. Xong bắt đầu là khi mà cô về đến nhà buổi trưa thì kêu dọn, cô dọn dùm nhưng cô mệt có cô ngồi xíu. Chưa kịp dọn thì ông ra ông đạp cô, đạp cô gãy chân. Gãy chân, đạp gãy. Từ lúc đấy ông có lo không? Bỏ 2-3 ngày vậy đó. Cái người này, ông già này nè, về người ta kêu ông già ra. Ông già ra với ở sớm rồi mấy chị em, mấy đứa em lại á. Nói giờ bị nói giờ chỉ gãy chân vậy đó. Rồi bà lại chị mấy đứa em được xuống coi chứ để chị nằm hoài sao được, chết luôn à. Cái xuống nói ông mới kêu trở về. Trở về mà tới cửa cũng không chịu dắt vô nữa, nhỏ cháu dâu nó ấm nhơm mà nó ẩm vô luôn á. Ẩm vô rồi sáng hôm sau mới đi chụp hình. Ông đó năm nay bao nhiêu tuổi, ông có con cái gì không? Ông đó ông nhỏ hơn 2 tuổi. Nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhỏ hơn 2 tuổi. Ông cũng có 2 đứa con. Con lớn chưa? Con ông cũng đã cưới hết rồi. Ở xa lắm, ở ngoài Đồng Nai á. Còn là ông là ở đây. Dạ, ông ở đây. Ông chưa chết hả? Chưa. Ông đấy phải gặp con dìm xong cho ông chết luôn đi. Chưa, ông còn mạnh trời tướng, ông còn mạnh mãn dữ lắm, mạnh khỏe lắm. Vậy là tối có nghĩa là liên tục là bạo hành, bạo ngược cô. Thế giờ cô chịu không nổi là cô mới đi ra đây. Nhưng mà cái lúc mà cô bị ông ấy đánh cái chân ấy là anh em trong nhà không ai nói gì hả? Không có ai nói gì hết. Tính giờ đứa nào cũng đâu có nuôi bò bảo bọc nổi đâu, thôi kệ đi. Để cho ổng nuôi mình luôn tới già rồi đi. Mà rốt cuộc giờ ổng nuôi lành mạnh ông bỏ, không nuôi nữa. Thế ông ấy có làm gì không? Hồi đó ổng cũng làm trên quỹ ban gì đó. Làm ấp rồi vậy chứ không gì. Cán bộ đúng không? Cán bộ, có đảng viên gì đó. Đảng viên là sao sống bu láo vậy? Bởi vậy mới nói. Vậy mà cũng có đảng luôn á. Tại vì giấu nè, gia đình giấu á. Không có nói, không có khai lên. Rồi còn chuyện gì mà cô chưa nói không? Thì đó, nhiều đó đó. Nào có cái chuyện đó à? Rồi có hôm mà cô bỏ đi đây là lý do vì sao? Thì ông cũng nói giờ ở đây á, tự lo sống đi. Mua thuốc rồi uống kiếm tiền mua. Rồi đồ ăn, đồ kiếm ăn, kiếm đi chứ tôi không có mặn nuôi nữa lo nữa đâu. Tôi không có lo nổi nữa đâu, má tôi cũng lo nổi đây. Không có nuôi hoài. Thì ông nói thẳng luôn là ông nói là giờ ông không lo nữa. Không lo nữa. Muốn làm gì thì làm đúng không? Muốn làm gì làm. Rồi xong bắt đầu cô dọn, cô bỏ cô đi. Đi. Làm sao mà năm cô 7 cũng... ngày rồi, ông đi uống cà phê ngày, ông đi uống mà không mua gì về ăn dứt hết. Ở nhà ăn nước tương, người học dịch gì đó, ăn làm gì làm. Không có nói tới. Rồi nói ông nói tự sống mình lo đi. Tôi nói tôi không có lo nữa mà kêu cái gì. Có nghĩa là ông bỏ mặc luôn, ông không thèm quan tâm luôn. Ông không quan tâm luôn. Rồi nấu cơm về dọn, mình cũng thấy vậy thôi, cũng dọn kêu được ăn. Nạt nộ, nói ăn giọng gì ăn đi, tao không ăn. Chừng nào ăn tao ăn. Nếu kiểu ông chán rồi. Ông chán rồi đó. Chán rồi thì ông nói kiểu gì cho được. Thì đó đó. Đó đó chứ, ông chán rồi đó. Không, ngày xưa lúc mà cô có trong đầu thì cô làm nghề gì? Cái cũng làm ruộng. Cũng làm ruộng. Ở trong đầu ở bên Mộc Hóa, Long An bển á. Tỉnh Long An. Nhưng mà có khá không? Cũng đỡ. Cũng có ruộng, đồ được mấy công ruộng. Rồi cái ổng đau, ổng bị tai biến á. Mấy năm người mà người bán ra lo cho ổng hết, rồi ổng chết luôn. Nằm mấy năm mới chết. Vậy là có nghĩa là lúc mà chồng trước á, là bị bệnh xong bắt đầu mới chết, xong bắt đầu mấy cô mới bán hết ruộng vườn là đi theo ông này. Rồi bây giờ là bán hết rồi, bắt đầu ăn hết rồi, bắt đầu ông kiếm chuyện đúng không? Bán hết rồi. Đại loại nó là như vậy. Giống kiểu ngày xưa là giống kiểu là chồng mất xong bắt đầu mới bán ruộng, bán vườn, bán tài sản là đi lấy chồng thứ hai. Rồi bắt đầu giờ ông chồng thứ hai này ông ăn hết tài sản rồi, ông kiếm chuyện ông đuổi. Rồi giờ mặn gì thấy chứ, thấy giờ tôi có mặn gì được, có tiền. Giờ chống cây đi về hoài rồi lớp và tiền thuốc nữa. Thành ra mấy cái nói vậy đó, đuổi đi. Nói giờ ở đây không có lo nổi. Có nghĩa là giờ là không lo nổi nữa rồi, cho nên là tự sống lấy đi đúng không? Tự sống lấy đi đi, gì đâu ở lo đi. Nói chung là giờ hết tiền cho nên sinh ra chuyện. Chứ còn lúc trước mà còn tiền là đâu có chuyện gì đâu đúng không? Đúng rồi, với lại mặn được cũng không đến đổi nữa. Không có chửi. Này là do cô bị tật cho nên không có làm được. Đâu có làm được gì đâu. Mà ông cứ đánh gãy chân như vậy mà không ai nói năng gì luôn. Có ai nói gì, mấy đứa em thấy ổng cũng đi chợ, đi nhà thương đồ thì cũng về. Nói ngay nuôi cũng được 3-4 tháng. Tưởng là hối cải hả? Rồi mạnh đi chống cây đi được về đó, về đẩy cái xe đẩy gì nè. Cô đi thử ra ngoài đây cho con coi. Giờ buông cây ra đi nó không được, nó sụm. Buông cây đi là nó sụm hả? Sụm xuống. Cái nền này bây giờ nó... Có nghĩa là giờ phải chống cây thì đi mới được. Chống cây đi mới được.
rồi đi tắm rửa vệ sinh là cũng khó khăn. Rồi mình tắm giặt ở đây luôn hả? Dạ, trống ở đây luôn. À. Vòng vòng đi, không có nước đâu. Sống dưới cái gầm cầu này. Dạ. Đây này cô. Tính như là năm 60 tuổi. Dạ, sáng 60 tuổi rồi. Rồi đứng đó được rồi cô. Vậy là bây giờ là giống kiểu là có đất nhưng mà không có có tiền để làm nhà. Có làm nhà, ông già cho được mấy thước. Dạ. Mà không có tiền để lợp. Vậy là bây giờ chỉ có sống ở dưới gầm cầu này tạm thôi đúng không? Dạ, không tạm. Chứ nhà nước cũng không đòi cho ở nữa. À, chỗ này người ta có đuổi không? Có đó chứ. Người ta cũng đòi đuổi mà nó giờ chưa có tiền á. À. Đâu có tiền đâu mà cắt nhà ở, giờ cho ở đỡ đi đó. Giống kiểu ở tạm thôi đúng không? Dạ, ở tạm. À. À, thôi thì hôm nay con biết cái tình cảnh của cô như vậy thì con cũng tới con thăm ha. Yeah. Đứng đây được rồi cô, không khỏi đi vô nhà đi. Để con ở đây được rồi cô. Thôi thì hôm nay con tới con thăm cô ha. Thì yeah, cũng chia sẻ về cái cuộc sống của cô. Thì cũng có tí quà biếu cho cô ha. Dạ, yeah, cũng cảm ơn. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Gác giúp đỡ thì tôi cũng mang ơn các nhà hảo tâm, đừng quên. Bây giờ con thay mặt cô Liên Hương Phạm biếu cho cô 1 triệu ha. Dạ, để mua đồ ăn thức uống hay là để giữ trong người có cần ốm đau bệnh tật thì có tiền mua thuốc mua men ha. Dạ, dạ. Dạ, cái tiền này của cô Liên Hương Phạm ha. Con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tức là mình để dành mình mua thuốc hay là mua đồ ăn thức uống gì ha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hay con gửi cô. Cô cảm ơn cô Liên Hương Phạm ạ. Dạ, cũng cảm ơn cô Liên Hương. Dạ, dạ. Có giúp đỡ cho tôi được 1 triệu. Cũng cảm ơn. Dạ, dạ. À, thưa quý vị ơi, thì như các bạn nhìn thấy thì cô ấy bị tật ở chân các bạn, nhưng mà do người chồng trước thì mất, còn người chồng sau này thì giống kiểu là kiểu cũng thấy cô bị tật không có làm ăn được gì á, cho nên là cũng hắt hủi đuổi cô đi, cho nên là cô cũng phải ra ngoài đây để sống. Thì hôm nay mình có tới thăm thì cũng có chút quà biếu cho cô ấy, gọi là để mua thuốc mua đồ ăn thôi, còn nếu mà có dịp sau thì mình sẽ ghé mình thăm sau nha. Dạ. À, bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc cái video đây. Rồi, chào hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha. Dạ dạ. Dạ cũng ơn các mạnh thường. Dạ dạ con lấy cái này nha. Dạ dạ dạ. Cố gắng chờ. Dạ dạ dạ. Chờ được cái chỗ che mưa che nắng rồi. Dạ dạ dạ. Rồi thôi con đi nha. Rồi cảm ơn.